cua lại người yêu cũ ngoài đời. Người yêu cũ này. Đi ăn bún đậu không? Đi. Trong phim. Lâu rồi không gặp ha. Em phải đi đây. Có thể không đi được không? Anh còn nhớ em thích ăn bún đậu mắm tôm. Và anh còn nhớ em. Ôi dồi ôi! No! Dậy đi ông cháu ơi! Dậy đi! Máy lọc không khí Smartmi Jya Fjord của Xiaomi lọc nhanh, khử mùi mạnh, giá thành phải chăng? Giá thành rất rẻ. Quả intro chất lượng vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng với chùm cuối máy lọc không khí phân khúc trung bình Xiaomi Smartmi Jya Fjord, giá cực kỳ cạnh tranh, phân khúc 5 triệu. Nhưng đổi lại sẽ có rất nhiều những cái công nghệ mà chúng ta phải thốt lên là ối rồi ôi luôn. Vượt trội số 1, ngoại hình. Nó quá đẹp, nó quá tương lai. Bình thường cái phân khúc 5 triệu này ấy, để mà hút được công suất lớn thì nó sẽ rất là to và cực kỳ nặng. Nhưng mà con này, các bạn nhìn xem ạ, nhỏ lại còn nhẹ. Bình thường máy chỉ có sang ngang, lên trước, ra sau. Con này nó còn xoay ạ. Úi rồi ôi, mở nhẹ. Úi rồi ôi, nó hít. Nó là màn AMOLED và nó có thể hiển thị chất lượng không khí ngay thời điểm trong thời gian thực. Cái màn hình OLED này thậm chí còn có thể báo được tình trạng lõi lọc. Nếu lõi lọc của bạn cần thay thế, đèn này sẽ báo lên. Hiện tại máy mới mua, chưa cần thay thế. Cảm ứng, chuyển đổi chế độ, cảm ứng nhẹ nhàng, cụ ông cụ bà cũng có thể sử dụng được. Nó còn có gì để chê trách nữa không ạ? Ưu điểm vượt trội thứ hai mà tôi nghĩ là bạn cần phải mua nó. Nhỏ như thế này rồi nhưng nó như vợ của bạn vậy. Năng lực làm việc kinh khủng vô cùng. Cái năng lực làm việc của nó là 453 mét khối bụi trên 1 giờ, tương đương với những cái căn phòng khoảng tầm 54 mét vuông. Đem xuống văn phòng test phát. Ui thì chúng ta sẽ test hiệu quả của nó xem. 20 mét vuông nhé. Chỉ số chất lượng không khí đo theo thời gian thực hiện tại đang là 77, cũng khá là có hại. Mặc dù là ở trong nhà nha các bạn thấy không? Tôi sẽ cho thêm một vài tác nhân nữa để gây ảnh hưởng đến không khí, như là khói thuốc, và cái này thì tôi sẽ không quay lên trên màn hình đâu. Đấy, các bạn thấy nó nhảy chưa ạ? Đúng là thể hiện theo thời gian thực không? Để xem là kết quả sau 15 phút nó sẽ lọc như thế nào. Là trời các bạn nhìn đâu ạ, số 18 mà còn chưa đến 5 phút, tuyệt vời. Chưa đến 5 phút nữa mà nó đã thành xanh Petersburg như thế này là gọi là rất chất lượng đấy. Nếu các bạn muốn sang hơn thì nó có bản Jya Fjord Pro. Cái luồng không khí lọc sẽ được 554 mét khối trên giờ. Dễ hiểu là bạn có thể lọc được một cái mặt sàn 66 mét vuông. Nó phù hợp với hầu hết tất cả những cái căn nhà ở trong nội đô hoặc những cái văn phòng cỡ nhỏ dành cho những cái công ty mới thành lập. Mà mức giá của nó thì sao ạ? Rất thấp, rất đáng mua. Wow, không chỉ lọc, Jya Fjord này nó còn có tính năng khử mùi, một tính năng cực kỳ quan trọng trong mùa đông mà các bạn chắc chắn phải quan tâm. Gỡ rất dễ này, nhấc lên, thế là xong ạ. Và các bạn nhìn cái quả lõi lọc bên trong là lõi HEPA. Cái đẳng cấp ở đây là nó sử dụng lõi lọc HEPA và công nghệ lọc Nanogast độc quyền, có thể lọc được những cái loại bụi 0,1 micron, lọc được cả vi khuẩn, lọc được cả virus, đảm bảo an toàn, chất lượng cho không khí. Phía sau này còn có cả cảm biến laser để cảm biến từng cái tác nhân nhỏ nhất gây ra ô nhiễm, ví dụ như vi khuẩn gây bệnh. Từng đấy vẫn chưa đủ để làm bạn hài lòng nữa thì tôi có nói thêm một quả nữa là Xiaomi lần này cho vào cái công nghệ gì đấy, từ nhiều công nghệ quá. Nó có hệ thống UV khử khuẩn với khả năng tiêu diệt đến 99,95% toàn bộ virus, vi khuẩn. Quá xứng đáng, quá xứng đáng. Kết luận là ngoài cái bản Jya Fjord này thì còn có thêm cả Jya Fjord Pro. Jya Fjord là tôi mua, còn Pro là Xiaomi người ta đấy. Ôi anh Long Khoa Học à, anh mua máy à? Anh review em con Pro, em bản Pro sẽ có cả cái hệ thống cửa có thể điều chỉnh được hướng gió ở phía bên trên, rồi thì thay thế hệ thống lõi lọc ở phía đằng sau lưng. Nó còn lớn gấp rưỡi so với bản standard. Nó được cái là sử dụng cho những cái căn phòng có diện tích lớn hơn. Còn lại thì nếu từ bây giờ đến cuối năm có ai hỏi tôi là có loại máy lọc không khí nào ngon hay không thì chắc chắn rồi, Smartmi Jya Fjord. Đấy, nói thế cho nó nhanh nha. Long Khoa Học, review khoa học.